Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình, lại là mình Dịp Game của anh em đây. Hôm nay thì anh em mình với cái lô vốn ở đây trên con 68 game bài là 39 củ, gần 40 củ anh em ạ. Đấy, gần 40 củ ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau tiếp tục lên 68 game bài chốt lãi anh em nhé. Đấy, hôm nay thì cũng không gọi là vào tài xỉu bàn gỗ bàn xanh làm gì. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ vào luôn con sóc đĩa, tiếp tục hành trình chốt lãi anh em thôi. Đấy, dạo này là tôi cũng hơi nghiện nghiện mua sóc đĩa rồi anh em ạ. Đấy, có nhiều anh em trong trong nhóm Tele gọi là chốt từ con sóc đĩa này bú quá. Đấy, chia sẻ lên cho anh em. À đúng rồi, anh em nào mà muốn vào trong nhóm Tele để cùng có thể chốt lãi cùng với anh em tôi thì vào ngay phần comment giúp tôi nha. Tôi để ngay link tham gia kèm theo link tải game ở trong phần comment luôn anh em nhé. Ok, đấy. Đang gọi là dở chuyện tí thì anh em mình đã thấy một cái tay lẻ về rồi. Hôm nay thì anh em mình thì cũng không gọi là làm gì sâu xa, gọi là khó khăn quá. Hôm nay anh em mình sẽ gọi là bắt theo vị dọc anh em nhé. Đấy, đây thì không sẽ không có cầu có kèo anh em mình tính được, giống như là con tài xỉu anh em biết rồi. Thì một là bắt vị dọc, thường thì anh em sẽ thích bắt vị ngang hơn, thì hôm nay thôi bắt vị dọc cho nhanh nhá. Đấy, vị dọc vừa rồi tay lẻ đúng không, lẻ mà ở đây nó là đang là chẵn này, đang là nghịch này, thì anh em mình sẽ đánh nghịch tiếp này, nghịch thì anh em mình sẽ phang lẻ tiếp anh em nhá. Phang lẻ đầu tiên cứ một m thôi anh em, thông lệ truyền thống rồi, tay đầu tiên một m được chưa, và để xem là tay tiên đúng như thông lệ của anh em mình luôn anh em ạ, đúng như thông lệ luôn là tay đầu tiên luôn là tay gãy anh em nhá. Đấy, vậy là một thuận và một nghịch, à một nghịch và một thuận chứ anh em ạ. Đấy, tay này nó ra lẻ và nó đã là nghịch rồi. Nghịch rồi đúng không? Nghịch rồi. Nghịch rồi à? Nghịch lại ra chẵn à? Đây vẫn là lẻ tiếp này. Thì nó có thể là một là có hai khả năng, như anh ấy biết rồi đấy. Một là đan xen thuận nghịch, hai là chạy một dãy thuận cả một dãy nghịch cả. Thì ở đây anh em mình sẽ tính vào trường hợp đan xen thuận nghịch nhá, vì vừa nghịch rồi thì anh em mình sẽ vào thuận đi, thì tiếp tục anh em mình sẽ phang hai củ nhá, hai củ vào lẻ tiếp anh em nhá. Đó, cùng xem nào. Đấy, tay đưa hai, anh em mình đã lấy lại được những gì đã mất được chưa. Đó, vậy là ở đây nó đang là một cái thể loại gọi là thuận nghịch đan xen nhau đấy anh em ạ. Đó, anh em ấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Bắt ở trong con game này thì nó cũng chỉ là bắt cầu thuận cầu nghịch ở cái cầu dọc thôi. Đấy, vừa rồi là anh em mình vừa mới gọi là bắt một cái cầu chẵn đúng không, lẻ đúng không, lẻ mà lúc nãy là anh em bắt thuận đúng không. Đấy, thuận rồi này là nghịch này, nghịch thì là lẻ tiếp anh em ơi, nghịch là lẻ tiếp đó. Nghịch mà là lẻ tiếp thì anh em mình sẽ vào lần này, mình sẽ phân vốn hơn một tí anh em nhé. À, chưa à, đánh xong hai mặt gọi là bên một đỏ và một trắng à nha. Ui rồi ôi, sắp đôi anh em ơi, rồi đây là chẵn à, lúc đấy là lẻ, ô thế là nghịch à, à quên là thuận à, thế là nghịch hay thuận này anh em nhỉ. À, quên anh em ạ, không theo dõi phát là khó ngay. Lúc nãy anh em nhớ hộ tôi nhá. Đấy, lúc nãy là nó sẽ là một tay nghịch đúng không? Nghịch này. Được chưa? Lúc trước là một tay thuận đúng không? Đấy, vì lúc nãy là nghịch và thuận mà đúng không? Nó là chạy cầu thuận nghịch và thì tay này sẽ là tay thuận. Tay này sẽ là tay thuận anh em ạ. Tay này sẽ là tay thuận, thì thuận ở đây đang là chẵn thuận. Chẵn thuận này. Chẵn thuận anh em mình ôm chẵn tiếp cho tôi. Và lần này mình sẽ ôm tầm 3 củ rưỡi đi, được chưa? Đấy, mà nói chuyện với anh em quá phân tâm anh em ạ. Cái này thường tôi chơi ấy là sẽ có một tờ giấy cơ anh em. Đấy, quay một tờ giấy để bên cạnh. Đấy, để nó theo dõi cầu kèo nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, bây giờ là vừa vào tay nghịch rồi đúng không? Nghịch xong rồi. Giờ là nghịch xong rồi này. Ờ, đến thuận đúng không? Đấy, vừa mới nghịch xong thuận này, thuận nghịch thuận này. Nãy giờ thuận nghịch đang gọi là chạy đều. Ok nhé anh em nhé. Đấy, thì tay này nó sẽ nối tiếp vào là một tay nghịch nữa. Được chưa anh em? Nghịch ở đây là
một này, hai này, ba, anh em thấy là lẻ đúng không? Đây là một vị lẻ, nghịch vị lẻ, thì anh em ta lại đâm vị chẵn tiếp được chưa? Lại đâm vị chẵn tiếp cho tôi. Này anh em mình sẽ vào lẻ một tí đấy, vào thêm hai bên, mỗi bên 300 nữa thôi đấy. Đánh biết đâu này nó về và tứ tử nữa thì anh em mình gọi là bú đẫm luôn anh em ạ. Đấy nào, ui rồi ôi, hết 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 nghịch rồi, hết nghịch, hết nghịch rồi. À hết thuận, hết thuận à, hết nghịch nhỉ, hết nghịch, hết nghịch chứ, quên đấy, hết nghịch. Đây là đang là nghịch này, đang là lẻ nghịch này, hết nghịch là thuận rồi. Bây giờ là đổi thuận nào, đổi thuận này, hai hai là thuận này, sấp đôi này, sấp đôi ở đây mà thuận tiếp đúng không? Sấp đôi thuận thì anh em mình sẽ có khả năng vào thuận, nhưng mà tôi nghĩ nhá, mình đã đánh kiểu theo hướng nó nhiều rồi. Lần này mình sẽ đánh kiểu nghịch hướng đi, mình đánh đánh trước một nước đi, là mình đoán cái này nó là đang là thuận nghịch đúng không? Đấy, đang là thuận nghịch đan xen đúng không? Thì thay vì anh em mình đánh là một hai ba bốn, mình đánh chẵn thuận, mình đánh sẽ chẵn nghịch luôn, thấy chưa? Chẵn nghịch anh em mình sẽ vào đó, thấy chưa? Mình sẽ vào tầm này thôi, không cần vào nhiều các bạn. Cùng xem nào, chuẩn gì anh em? Đấy, đi trước một nước anh em nhá, đi trước một nước nhá, không vào thuận mà anh em mình vào nghịch luôn này, đó, yeah. Vào nghịch luôn, đi trước một nước, thế là nó đã quay ra là hai nước nghịch rồi, hai nước nghịch rồi, được chưa? Hai vị nghịch rồi, hai vị nghịch mà ở đây là hai hai, hai hai nghĩa là lẻ, lẻ anh em mình vào nghịch tiếp, được chưa? Lẻ mà anh em mình vào nghịch tiếp thì nó vẫn là chẵn mà anh em vào nghịch tiếp thì là lẻ, được chưa? Đó, nó cũng chỉ đơn giản như này thôi anh em, mà muốn chốt lãi nói thật là nó không hề khó đâu, chỉ cần anh em gọi là chăm chỉ, anh em có một cái tinh thần học hỏi đấy, cầu tiến thôi, thì cái việc chốt lãi đối với anh em là trong tầm tay anh em ạ. Chuẩn chưa anh em? Nó là tiếp tục là những cái tay lẻ nghịch tiếp nhá. Đấy, nghịch lẻ tiếp với tôi này, đã để cho review game mà là nhìn ra được vị rồi thì hôm nay là nhà cái xác định làm nay tôi bú thật đẫy luôn, được chưa? Nay anh em mình 39 củ, hiện tại đã được 4 củ rưỡi lãi rồi anh em ạ. Tiếp tục kịch tiếp này, kịch tiếp anh em nhá, đang dây nghịch mà, đang dây nghịch, đang dây nghịch, đang là lẻ rồi đúng không? Bây giờ quả lẻ này, lẻ nghịch, anh em mình sẽ vồ chẵn này, nhưng mà vồ là quả này anh em mình vồ củ rưỡi thôi, chưa? Anh em vồ củ rưỡi và thêm hai lốp bên dưới thôi đấy, bắt cầu phụ, bắt một thêm một mặt phụ thứ tử thôi đấy. Thì tôi nghĩ là nghịch hơi dài rồi, nghịch hơi dài rồi, nên là anh em mình cũng là đánh nó cầm chừng lại một tí để anh em mình thu xếp có khả năng chốt lãi sớm thôi. Đấy, giờ là cũng được gần 6 củ đấy. Đấy, đánh chắc là nốt tay cuối này, nghịch tiếp này, nghịch tiếp quả này anh em mình tiếp tục nghịch tiếp, anh em mình sẽ vào tầm 7 lô, ok chưa? Đó, 39, hôm nay được 45 đấy, 39 45 là 6 củ rồi. Nếu mà ăn được thêm tay này nữa là anh em mình có 7 củ ấm áp cho một ngày rồi anh em nhá. Đấy, mỗi ngày anh em trước khi vào chơi nên tự đặt ra cho mình một cái gọi là hạn định ăn mỗi ngày. Đấy, thứ nhất là dễ cho anh em quản lý được đồng ra đồng vào vốn, em không có chuyện là anh em để nó thua quá nhiều hoặc là thắng quá nhiều mà gặp vào những trường hợp ui rồi ôi đây rồi anh em ơi, đây rồi cái tôi nói đây anh em đấy, có công mài sắt có ngày nên kim đấy anh em ạ. Một tay kết, một tay kết nó cũng là rất là đẹp đối với tôi và anh em rồi. Đó, ăn được quả tứ tử hôm nay 100k x15 lên là một củ rưỡi, thêm thêm 5 lốp trên x1 nữa là một củ, hai củ rưỡi cho tay vừa rồi. Đấy, anh em mình chỉ bỏ ra có 700k thôi, thu về hai củ rưỡi nha anh em nhá, ok chưa? Đấy, anh em thấy phương pháp tôi chia sẻ cho anh em thế nào? Nếu mà nó hợp lý, nó giúp anh em chốt lãi được, anh em thấy rồi đấy, thì cho tôi xin một like, một subscribe nhé. Đấy, kèm theo một phát nút chuông thông báo đón nhận những clip mới
tôi sắp ra mắt tới, mang đến cho anh em những phương pháp chốt lãi ổn định hơn nhá. Ok, còn bây giờ thì chốt số lãi hôm nay 47 củ 500 ở đây. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá.